thì làm sao mà mình thành công được, đúng không anh chị em? Do vậy bắt buộc mình phải đầu tiên mình muốn bán gì thì bán, mình phải làm bạn với khách hàng hãng, mình phải được sự yêu quý của khách hàng hãng. Hiền chia sẻ đấy, Hiền cũng đang cho đi. Thế tại sao nhá mà Hiền bảo chia sẻ là 10 năm nay chưa bao giờ Hiền làm các buổi vinh danh. Một buổi vinh danh thì cũng rất là tốn kém, đúng không anh chị em? Đây này nhỏ thì là mình đang làm trong hệ thống của mình, nó không bị chi phí đội lên. Như các bạn hình dung ra xem, 200 người trở lên là mình đã phải gì? Đã phải ở một nơi khác rồi chứ không phải nơi này nữa. Nơi này nó chỉ phụ thuộc cho nhỏ thôi. Thế thì mỗi một tháng như vậy có tốn kém không ạ? Mà giá của mình có được nâng lên không? Không được nâng lên, đúng không anh chị em? Anh chị em mua nhượng quyền hay anh chị em làm như thế này, tất cả giá đều là một giá. Công ty là kinh doanh, là uy tín, đúng không ạ? Bán hàng là bán mình, là phục vụ. Do vậy mà gì? Mình không có. Nếu như anh chị em chưa vào hệ thống, anh chị em nghĩ rằng là tiền thưởng này nó đều nâng lên hết. Nhưng với công ty thì nó không. Nó luôn luôn nó phải giữ sự uy tín. Bởi vì mình chỉ đưa ra thị trường cái giá nào mà chấp nhận nhất có thể thôi, đúng không ạ? Thế vậy thì tại sao mình phải làm như vậy? Mình muốn thành công thì mình phải cho đi. Thế vậy anh chị em thì làm sao? Muốn ở khu vực nhà mình, người ta nhớ tới mình, người ta yêu quý mình, người ta mua hàng cho mình, nhưng anh chị em không chịu cho đi. Bây giờ nhá, bao nhiêu tháng anh chị em như hợt dịch hay bao nhiêu năm nay anh chị em mình buôn bán đó, nói đến giờ này nói thật là cũng chưa thành công lắm rồi, mất bao thời gian rồi. Tại sao anh chị em mình không chịu hy sinh một tháng đi, không chịu để cái vun đầy cái có của mình ấy nó lớn lên? Hiền chia sẻ thật luôn, tại sao mà không chịu làm cái có của mình ấy nó càng ngày nó càng lớn lên? Không làm thì làm sao mà người ta yêu quý mình được? Bây giờ người ta đang dùng của đối thủ, đúng không ạ? Đang dùng đối thủ hoặc là người ta chưa dùng, chưa có thói quen dùng cái đấy. Các bạn biết một trong những chiến lược marketing đợt trước mình học không ạ? Mình phải gì? Xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm để tiếp cận khách hàng. Hôm nay họ không có nhu cầu, nhưng hôm sau họ có nhu cầu, họ sẽ nhớ tới mình là người bán gì. Và liền một lúc mình không thể làm nhiều việc trong một thời điểm được. Mình chỉ chọn được một việc trong một thời điểm thôi. Mình phải đưa từng thứ một lên. Ví dụ như thực bán bốn đậu. Người ta không, nếu em phải xác định được là cái gì nó mang lại kinh tế nhất cho mình để mình xây dựng lên phương án, đúng không ạ? Thì mình sẽ chấp nhận là chia đôi ra, đúng không ạ? Người ta nhớ đến Dung là nhớ đến bún đậu chẳng hạn, hay người ta nhớ đến thực là nhớ đến kia chẳng hạn. Hoặc là nếu như cái cửa hàng đó nó không mang lại tài chính cho mình trong vòng 6 tháng hay 1 tháng mình xây dựng, thì mình phải gì? Phải một người chấp nhận hy sinh để có thể Dung là vừa bún đậu vừa trà sữa. Nhưng một người để nhớ tới là chỉ có trà sữa không, thì mình mới thành công được. Bởi vì là mình muốn được thành công, mình phải trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy, và cả về chuyên gia về internet nữa, thì mình mới thành công được. Do vậy là mình phải xây dựng cái có của mình luôn luôn, nó lớn dần thì mình mới lấy được cái tình cảm hoặc khán giả yêu dành cho mình được.